Nửa đêm chuẩn bị đi ngủ, cô gái thót tim khi bị kẻ lạ làm điều mờ ám. Mới đây một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip làm ai xem cũng không khỏi giật mình. Theo đó lúc này cô gái còn đang bận cài phim, thế nên vẫn chưa đi ngủ, thậm chí phòng vẫn còn bật đèn sáng trưng. Thế nhưng ở bên ngoài cánh cửa ấy, một kẻ lạ mặt nào đó lại đang cố gắng đột nhập bằng cách dùng chiếc điện thoại của mình luồn qua khe hở ở bên dưới, sau đó từ từ nhấc lên trên để quay lại toàn bộ cảnh phía trong nhằm quay lén những hình ảnh riêng tư của cô gái khi đang ở phòng một mình. Cũng may lúc này cô gái vẫn còn thức và khả năng cao là sau khi nhìn thấy có người ở bên trong thông qua đoạn video quay được, thế nên tên biến thái đã vội vàng bỏ đi. Tuy nhiên ngay sau khi xem xong đoạn video, dân mạng lại khá cay cú tiếc nuối khi lúc ấy cô gái không lại lấy luôn chiếc điện thoại để tên biến thái biết thế nào là mất cả chị lẫn chai. Bên dưới phần bình luận, dân tình đã mách nhỏ 1001 cách để đối phó nếu như rơi vào trường hợp này kiểu: nhanh trí lại lấy cái điện thoại là nó khỏi quay. Gặp mình là chủ phòng trọ thì mai có tiền xài rồi. Để tôi chụp giùm luôn cho nè, rồi lựa tấm nào đẹp thì lấy, chứ nhìn mệt quá à. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.